anh chị hỏi tôi là thầy có biết em không thì thực sự là hơi khó. Đấy, và thứ hai là bây giờ đi đâu cũng rất là sợ, còn phải đi khẩu trang cho kín mít giống cửa sau hàng. Nhất là làm gì tội lỗi à? Ok, trước hết thì chúng ta sẽ bắt đầu. Trước hết là cảm ơn công ty Charme, một đối tác, một người em của tôi rất là thân thiết để chúng tôi hợp tác với nhau trong một dự án phát triển các cái sản phẩm và hỗ trợ cho chị em có thể khởi nghiệp. Và hôm nay thì bạn Kiều Anh thì cũng bận chưa tới được, thì cũng rất hy vọng là bạn có thể đến vào buổi chiều. Thì có công ty Charme, các bạn rất là trẻ trung xinh đẹp đây, và có bạn Hồ là chồng của bạn Kiều Anh, cũng là một người anh em của chúng tôi, cũng rất là thân thiết với nhau có mặt ở đây rồi. Và có lẽ là sân khấu chính sẽ dành cho tôi và các anh chị. Thì đầu tiên tôi sẽ xin phép được tiết lộ của hôm nay tôi sẽ trình bày những cái gì. Thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ và hướng dẫn cho các anh chị cái cách mà các anh chị bán hàng ở trên mạng. Dù thì các anh chị bán sản phẩm gì đi chăng nữa thì các anh chị cũng sẽ cần phải bán hàng theo phương pháp đa kênh. Và các anh chị đã nghe phương pháp đa kênh là cái gì và cách thức như thế nào thì tôi sẽ trình bày. Thứ hai nữa là tôi cũng sẽ chia sẻ cho các anh chị những cái kinh nghiệm thực sự để mà các anh chị có thể khởi nghiệp, để anh chị có thể bán hàng online và các cái mô hình mà hiện nay đang rất là phát triển. Và nếu như một số anh chị đã theo học cái lớp kinh nghiệm internet sale của tôi ở trên văn phòng của tôi rồi thì các anh chị sẽ thấy là nội dung nó cũng hơi lặp lại một chút. Còn những anh chị mới thì chắc chắn là nội dung nó rất là mới mẻ rồi. Và tất cả những nội dung này thì các anh chị có thể thấy là các anh chị không mua được ở trong giáo trình nào, cũng không đến ở một trường đại học nào học được, bởi vì đây đều là những kinh nghiệm mang tính thực tế của chính chúng tôi, công ty PA Marketing và công ty Charme, là hai cái đơn vị mà hiện nay có thể nói là rất là mạnh trong cái lĩnh vực bán hàng trực tuyến. Câu hỏi thứ nhất, bao nhiêu người ở đây đã bán hàng trực tuyến rồi giơ tay ạ? Vâng, thì tốt là khoảng độ 60%, vâng, 60% đã bán hàng trực tuyến rồi. Thì những người không giơ tay tức là chưa bán hàng, đúng không ạ? Vâng, bao nhiêu người ở đây tin rằng là bán hàng trực tuyến là có thu nhập cao, giơ tay ạ? Vâng, rất tốt, tất cả mọi người đều tin, rất tốt điều đấy ạ. Các anh chị biết tại sao tôi phải hỏi như vậy không? Bởi vì trước đây rất nhiều bạn là không muốn làm nghề này, vì về quê bố mẹ hỏi là con làm nghề gì, không biết trả lời sao. Kiểu như là phải như anh Phan Anh phải trả lời là con cháu là làm giảng viên đại học. Hoành tráng chưa? Hoành tráng. Các anh chị biết là tôi đi dạy ở trường đại học thương mại bao nhiêu lâu rồi đúng không ạ? Ở đây có bạn học cấp 3 của tôi ạ. Bạn học cấp 3, bạn thân luôn đến dược sĩ ạ. Bạn thân ngày xưa suốt ngày ngồi ôm nhau ở trong lớp. Bạn gái, vâng, thật, tôi không nói sai, có bạn tôi ngồi đây chơi rất là thân. Vâng, nhưng mà chỉ thân lúc đấy, bây giờ không thân tí nào. Tôi đi dạy là năm nay là bước sang năm thứ 12. Anh chị biết lương tôi bao tiền không ạ? Làm nhà nước, các anh chị cứ tính hệ số ấy. Ở đây ai làm nhà nước tính hệ số sẽ biết ạ, đúng không ạ? Vâng, ở lương giảng viên được nhiều hơn chứ chị ạ. Không phải 6-7 triệu đâu. Không được đâu ạ, không được đâu ạ. Lương của tôi mà bao gồm cả tiền ăn trưa là bây giờ là được khoảng độ 10.500.000. Đấy, thế thì tôi xin phép là không nói là lương này cao hay thấp nhé. Bởi vì cao thì so với người thấp, thấp thì so với người cao, nó tiêu chí cao hay thấp nó rất là khó đánh giá. Thế tôi đánh giá rằng đây là một nguồn thu nhập và rất tốt. Bởi vì báo cáo với anh chị là một tuần tôi chỉ dạy ở trường một buổi thôi. Một tháng tôi dạy 4 buổi, như vậy lương đã cao nhé. Vấn đề là cao hay thấp là phải so với cái gì. Nếu mà so với việc mà các anh chị bán hàng online, ví dụ như là CEO Hồ, CEO Kiều Anh, một tháng kiếm tiền tỷ, thì số đấy là sao? Quá nhỏ. Thế thì để trước khi bắt đầu thì có ai có câu hỏi gì cho tôi không ạ? Có ai có bất kỳ câu hỏi gì dành cho tôi không ạ? Hỏi cái gì cũng được. Ví dụ như học hành này, đời tư này, tại sao thầy lại tổ chức hội thảo này, hay là gì thế, quá đẹp hợp. Để chúng ta có thể bắt đầu phá băng đi. Mọi người nhớ, tôi là Phan Anh, chắc là mọi người ở đây biết rồi đúng không ạ?
tôi rất là thân thiện và chắc chắn luôn điều đấy là đúng ạ. Ai là tôi cũng thích. Và thế bây giờ mọi người phải phá băng đi để thể vui vẻ này. Hôm nay chúng ta sẽ có một buổi học ngày chủ nhật rất là đẹp trời. Chúng ta đã dành thời gian cho nhau đến đây, dành thời gian cho Phan Anh và cho công ty Trang Mê đến đây rồi, thì tôi hy vọng là chúng ta cởi mở với nhau, chúng ta học hỏi lẫn nhau, bởi vì học hỏi là một điều rất tốt trong một cái thế giới mà bây giờ nó đang thay đổi rất là nhanh. Mọi thứ thay đổi các bạn có thấy nhanh hơn ngày xưa nhiều không ạ? Mà có độ 1-2 năm các bạn đi ra ngoài đường, nhà cao tầng cứ sang sát. Rồi thì xe máy ô tô rất là nhiều, rồi điện thoại di động rất là phát triển. Thế thì nếu mà mình không học hỏi thì mình sẽ thiệt thòi đấy ạ. Vâng, tôi muốn hỏi có ai có câu hỏi gì cho tôi? Vâng, mời anh Kiêm ạ. Mấy bạn thì các bạn trẻ ạ. Hôm nay cũng học trò của tôi ạ, học trò nhiều lắm. Đầu tiên thì em xin được chào, xin phép được chào tất cả mọi người. Và cũng xin cảm ơn công ty Trang Mê đã tổ chức ra buổi hội thảo rất là ý nghĩa ngày hôm nay. Em đoán là nó rất ý nghĩa bởi vì nhìn cái nội dung mà thầy sẽ giới thiệu trong hôm nay thì nó rất là hay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Thiện. Hiện tại thì em đang bán hàng online, em kinh doanh một số sản phẩm về phụ khoa và mỹ phẩm. Thì em cũng xin nhấn mạnh, xin phép thầy nhấn mạnh thêm cái ý là mọi người không tin vào cái việc bán hàng online có thể thu nhập cao. Thì thực sự là em là một người hiện tại cũng chưa thành công, nhưng mà một tháng em đã có cái doanh số khoảng độ 300 đến 400 triệu một riêng về cái tiền bán hàng online của em. Thì em nghĩ là mọi người cũng có thể làm được những điều như thế. Tuy nhiên là em tin rằng là em có thể đẩy mạnh hơn nữa bằng tất cả những cái thông tin mà hôm nay thầy sẽ chia sẻ. Facebook của em là Đinh Ngọc Thiện, mọi người có thể ok kết bạn với em. Và thêm là câu hỏi của em sẽ xin đặt cho thầy là thứ nhất là tất cả những cái nội dung này thầy hôm nay thầy sẽ chia sẻ, thì em muốn hỏi xem là cái kinh nghiệm và những cái tích lũy được của thầy để thầy đưa ra cái chương trình như thế này là từ đâu, vì theo như em tìm hiểu thì không có những cái nguồn chính thống nào để nó đưa ra những cái kiến thức quý báu như thế này. Em xin cảm ơn. Cảm ơn em, rất là hay. Đúng là một chuyên gia về bán hàng có khác đúng không ạ? Bán hàng ngay tại hội thảo của chính tôi luôn. Và sau buổi này tôi sẽ giết ạ. Tôi sẽ giết bạn, bởi vì bạn đã bán hàng ngay trong hội thảo của tôi rồi. Đấy, nhưng mà câu hỏi của bạn rất là hay. Một cái chương trình như thế này thầy nghĩ ra từ đâu? Thì ra như thế này, cái quá trình mà mình bán hàng ấy, là mình thấy cái kênh này bán được và mình dạy cho học viên của mình thấy cái kênh này người ta cũng bán được thì mình đưa vào. Bởi vì bây giờ các chị thấy rằng là bán hàng online thì người ta bao giờ người ta cũng nói đến Facebook, người ta cũng nói đến Zalo, người ta cũng nói đến Google, website, rồi thì YouTube. Thế thì tôi sẽ show cho các anh chị xem cái tài khoản web của tôi này, YouTube của tôi này, Facebook của tôi này, email của tôi này. Xin mời kỹ thuật sẽ bật cái trang web lên. Tôi sẽ cho các anh chị thấy là hàng ngày, bây giờ mỗi một ngày trên YouTube của tôi nhận được khoảng 10 bình luận. Không nhiều nhé, các bạn thấy số 10 bình luận là không nhiều. So với kiểu clip ca nhạc thì nó rất là ít, các bạn hiểu ý tôi không ạ? Nhưng mà kênh của tôi là sao? Kênh của tôi là kênh bán hàng. Mọi người có hiểu kênh bán hàng là thế nào không ạ? 10 bình luận này người ta sẽ vào, người ta hỏi tôi là: anh ơi, cái chương trình này học ở đâu? Đúng không ạ? Chị ơi, cái chương trình này học như thế nào? Thầy ơi, em muốn tham dự thì phải đăng ký ra sao? 10 cái bình luận như vậy. Thì tất nhiên tôi không thể nào chốt hết được tất cả các bình luận, bởi vì người ta có nhu cầu nhưng không có nghĩa là người ta sẽ mua ngay, đúng không? Các bạn làm sale rồi các bạn biết mình phải tiếp tục chăm sóc trò chuyện. Đây là kênh website. Kênh website của chúng tôi là chúng tôi có một bạn nhân viên cũng là sinh viên của tôi ra trường, ăn rồi ngồi viết bài và tối mua website. Rất mất thời gian. Nhưng mà xin thưa với anh chị là bây giờ ví dụ các anh chị tìm từ khóa liên quan, ví dụ như thế này, thì tôi bán cái gì thì tôi sẽ làm từ khóa cái đó. Ok, ví dụ như là trang mail của chúng tôi sẽ bán thuốc giảm cân đúng không ạ? Thì người ta sẽ tìm từ khóa là thuốc giảm cân an toàn. Đấy, hay là
phương pháp giảm cân nhanh kiểu kiểu như vậy, ok, nó ra cái trang web đấy, nó sẽ ra cái trang web mà